Chào mọi người, hôm nay Hương sẽ hướng dẫn mọi người cách thay kim và cách vệ sinh máy theo. Thì đầu tiên khi mà vệ sinh máy theo thì chúng ta cần tắt máy đi. Rồi, bước tiếp theo là chúng ta sẽ sử dụng tìm con tu vít lục giác ở trong máy theo. Ở trong bộ phụ kiện thì sẽ có con tu vít như thế này để khi mà thay kim thì chúng ta sẽ sử dụng. Rồi, tiếp theo thì khi mà thay kim thì ở trong lỗ trong cây kim ở trên của nó có một cái lỗ tròn như thế này, để khi mà mình đưa cái con tu vít này vào nó sẽ nằm đúng vị trí của nó, và chúng ta chỉ cần đưa là cây kim nó sẽ tự rớt ra. Rồi, khi mà muốn đưa lên á, cây kim này nó sẽ có một cái đầu dẹp và một đầu tròn. Một đầu dẹp và một đầu tròn. Đầu dẹp thì nó sẽ nằm hướng vào bên trong và đầu tròn thì nó sẽ hướng ra ngoài. Khi mà muốn rồi, chúng ta đưa thẳng cây kim lên trên, đưa lên hết cỡ và sau đó sẽ xoáy chặt cái con ốc này lại để định vị giữ cái kim cho nó đúng ở vị trí tâm của nó, để không khi thêu thì nó không có bị rớt hoặc xô lệch sang hai bên. Nếu mà nó bị xô lệch hoặc là nó không giữ vững thì nó sẽ không có thêu được. Rồi, tiếp theo thì chúng ta sẽ đến vệ sinh phần ở dưới máy, đó là vệ sinh cái trục máy. Đây là cái trục mà mình hay sử dụng nhiều nhất. Đầu tiên thì mình lấy sút ra. Thứ hai là sẽ tìm cái con tu vít nó có đầu dẹp như thế này. Con tu vít đầu dẹp. Cái đầu này thì mình không sử dụng, con này thì mình chỉ sử dụng cái đầu dẹp này thôi. Rồi, tiếp theo thì chúng ta sẽ đưa vào bên trên. Ở đây nó có những cái con ốc mà nó chỉ có một rãnh thôi. Xoay. Mở ra. Rồi, chúng ta sẽ lấy ra như thế này. Ở trong máy nó có một cái con dao cắt. Đây là cái con dao cắt của máy. Khi mà mọi người thêu mà cắt chỉ nhiều á, thì chỉ dư nó sẽ đọng vào đấy rất là nhiều. Cho nên là thêu, nếu mà thêu nhiều thì mọi người nên mở cái ổ này ra để mình lấy chỉ dư ra và vệ sinh ở trong cái ổ này. Tại vì cái ổ này nó rất là quan trọng. Khi mà thêu nhiều mà nó dính chỉ thì nó sẽ không có cắt được chỉ. Đấy là lý do tại sao mà nhiều khách hàng không có thêu, mà nhiều khi muốn cắt chỉ mà nó cứ hay bị lỗi cắt chỉ là do mình không có vệ sinh trong cái ổ trao này. Rồi, sau khi vệ sinh xong thì mình lại lắp vào như bình thường. Vẫn đầu tiên thì mình sẽ lắp cái màu trắng này xuống trước nè, nằm đúng khớp của nó. Hai thì mình sẽ đưa cái miếng ở bên trên này. Mình đưa vào đúng khớp và xoáy nó lại. Rồi, tiếp tục mình lấy con tu vít này và vặn chặt nó lại. Tiếp theo thì mình sẽ lắp suốt, đưa thuyền vào đây và ấn chặt vào.
Đấy là cái quy trình vệ sinh của máy thêu. Thì đối với máy thêu thì chúng ta chỉ có vệ sinh ở đây và tra dầu ở trong máy ở trong này. Còn những khách hàng nào mà muốn tra dầu ở bên trên máy, những bên trên máy những cái con ốc như thế này á, thì mình nên đưa đến văn phòng để bảo hành. Thì sẽ có kỹ thuật, người ta sẽ là người mà tra dầu, tra máy ở trong những cái con ốc trong này. Cảm ơn mọi người ha.